Mì gói đó ăn đỡ đi, tháng này tôi lỡ thua đề rồi. Tập ăn sống đi, tiết kiệm điện và nước. Má hiểu rồi con. Thằng Út khi nào về hả con? Sao? Má tính con trai về mét hả? À không, má chỉ thấy lâu rồi sao thằng Út không về. Bà lo hả? Lo mà toàn báo con cái không à. Con trai bà gọi nè. Im lặng nghe chưa? Lén phén là tôi tống cổ về quê. Chồng hả? Vợ nghe nè. Sao? Tối nay chồng về hả? Má ở nhà khỏe không vợ? Bà hả? À má ở nhà khỏe re à. Ăn ngày ba cử đầy đủ. Cho chồng gặp má tí. À má khỏe, tối nay con về hả? À thôi nha chồng, để vợ đi chợ mua vài món ngon để đãi chồng. Bà liệu cái hồn đó, về mà lén phén câu nào đừng có trách tôi.